Gucci. Không tìm được em tặng cái gì? Em đã làm cả người yêu nữa hả? Chắc là quà này của bác. Quà này của em. Đấy là em của con. Ôi rồi chết cười mấy cái vá bóc quà đấy. Người bóc quà đi vào lòng đất đấy. Mi ơi, Mi đứng ra kia. Công nhận. Tiếp tục. Rồi tiếp theo. Không dính mang xuống nó tặng luôn. Rồi ok. Cái gì ôi trời ơi. Một bên là da. Một bên là góc. Gì ơi. Một bên là da, một bên là trúc. Hai trái tim luôn. Tim. Cái gì? Quay đi xem nào. Cái gì? Cò đã biết đâu. Hải Linh vui. Vui hiền học hạnh phúc á. Cò biết là chúc Hải Ninh vui hiền học hạnh phúc á. Cũng nói chúc đi vào hiện tại. Nhưng mà chắc Hải Ninh ghê gớm quá sao ấy. Chắc sau vụ này phải cải thiện đi nhá, hiền tí nhá. Không, cái đấy là để vào để cho nó êm lời chúc đấy, hiểu không? Còn nữa, con này đi. Đấy đưa chị bóc nốt. Kìa, đấy, đưa chị bóc nốt. À đây là cái túi rồi, hiểu không? Đấy nó thành cái túi rồi, không bóc hiểu. Cái gì à? Đấy góc túi rồi, túi này đưa thẳng xuống dưới đấy. Con đưa tặng chị đi, rồi chị cắt đi. Rồi Hải Ninh cắt đi cái túi ấy đấy. Đấy rồi. Món quà này á, Hải Ninh chưa không bao giờ bất ngờ, không bao giờ biết được đúng không? Cho vào. Nhiều. Cái gì? À, tương lắp đồ à? Kinh nhờ. Đấy. Đúng rồi. Hải Ninh qua bên này này. Gì đây? Năm nay là Hải Ninh bóc quà trọn vẹn nhất đấy. Ôi, Hải Ninh năm nay ăn quà rồi đấy. Để kéo thôi. Sao món quà nào cũng hay lão đấy. Kìa, kéo kìa. Hà ơi, cò đấy. Món quà của cò là món quà trí tuệ đấy. Cò làm cái túi đấy. Đấy, để nắp ghép đấy. Đấy, không. Cái gì ấy? Ôi lại nắm. Ôi dạy ôi. Món quà này còn ghê hơn. Bao nhiêu lớp con đếm số bao nhiêu lớp nào? 1 2 3. Ôi trời ơi. 4. Ôi trời ơi. Ôi. 5. Không có gì kỳ lắm. Tốt gì. Một cái album. Ghi năm nay nhiều món quà không có gì lắm. Năm nay quá hốc xì rồi. Nghỉ lắm, trong lại trống rồi. Bóc máy trong con gì. Anh đi lên gửi sang có tối không nhá. Bà ơi, sao mày ăn này bảo cô cho cất lên. Ai bảo cô như ai con bảo là hay không sẵn sàng đấy. Đây là quà của các Bảo. Cô làm nhiều lớp. Đây là quà của các Bảo. Cô làm nhiều lớp. Làm nhiều lớp mà trong lý điện Hải đấy không bóc được để đấy bỏ con đúng không? Đây là quà của các Bảo. Năm nay mọi người chọn món quà nào Hải Ninh cũng phải dùng hết gọi là công suất mới mở ra. Món quà nào cũng phải gọi là phải dùng mưu trí mới bóc được chứ không phải là đơn giản bóc đâu. Bỏ hết ra còn đây, bịt mũi ra, bịt mũi ra, bịt mũi ra. Cái gì đấy? Ôi. Cái gì ấy? Cái gì ấy? À. Ai đi ra đây cho nào? Đúng là món. Không để đây, món quà gì nữa đây? Còn đây là quần gì đây? Rồi tiếp tục, ok. Rồi ok. Không sao, không sao hết. Món quà đấy là ý nghĩa đấy hiểu không? Đây là quà của ai? Tiếp theo đấy. Tiếp theo, và tiếp theo. Cái gì ạ? Con ba. Đúng cái Hải Linh cần để học môn hình học nhá. Sướng. Ok, con ba. Rồi, hết chưa? Con gì đó? Thôi, gia đình chúc cái chúc gì? Chúc gì? Gia đình chúc gì? Hải Ninh ơi, để em chúc đã. Đấy. Chúc gì? Gia đình chúc gì? Thơm cái chúc cái trong ngọt ngào. Ngồi xuống, cái nhìn thấy không? Đây rồi. Hôm 5 em nào chúc không đánh đá nữa. Rồi bóc đi. Món quà to nhất. Xem nào. Hải Ninh ơi. Bố nghi cô Hà chứ để Hoài Đình đó. To đúng này trong bóc xong mãi không hết vào trong nhở. Không, bố nghi không phải. Có nghĩa là cứ bóc cái hộp to này bên trong này có hòm nhỏ, bóc hòm nhỏ này. Khi ở trong cái hòm này có mấy cái hòm nhỏ nữa đó. À, cái gì ấy? Ôi, ôi, ôi. Úi dồi ôi. Cái gì? Quân à. Ôi ơi, một cái ba lô. Ba lô màu đen. Ôi, Hải Ninh năm này có 2 cái ba lô này. Mở ra, Hải Ninh mở ra. Ôi, gì ấy? Có chứ vào đấy để chị bọc vào tặng Hải Ninh. Hải Ninh ơi, có vẻ cái chức trách làm lớp trưởng nó nặng quá nên là phải dùng 2 ba lô mới gạt bác thì hết đúng không? Một cái màu đỏ, một cái màu đen. Ok. Wow, cũng đẹp đấy. Ui rất là đẹp, cũng nhiều ngăn luôn. Đẹp thế. Ở đây có 2 cái đổi nhau. Ôi con gấu kìa hay con gì kìa? Con này. Gấu. Con gì ấy? Gấu nhỉ. Đấy. Ui rồi trong. Ok. Cái này để cho nó căng túi. Nhưng mà cái này có chữ thank you kìa. Mạch cười kìa đấy. Cái này cũng thể hiện là Hải Ninh đỡ cao có nhá. À, mặt cười, có mặt cười đây. Ôi sao dứt mát ra luôn à? Thôi được rồi. Hết quà chưa? Hả? Hết quà chưa? Con ai nữa? Ôi chị Cuông có quà. Khách mời tự do. Ôi. Thế rồi hết quà rồi đúng không? Thôi bây giờ Hải Ninh có lời gì cảm ơn tất cả nhà với cả các em không? Cảm ơn không? Bây giờ bóc quà rồi, bố mẹ với cả ông bà đều hướng về làm sinh nhật cho bạn Hải Ninh rồi. Bây giờ bạn Hải Ninh có lời cảm ơn đến ông bà với mọi người nhé. Ok, nào. Hải Ninh cảm ơn ông bà này, cảm ơn bố mẹ này, cảm ơn các em. Các chị này, cảm ơn cô Hoa này, cảm ơn chị Mua và cảm ơn các em đi ăn hôm qua. Xong Hải Ninh hứa Hải Ninh gì đi ngoan đi đi. Ok. Rồi bây giờ chúng mình cùng xem bạn Hải Ninh xem có phát biểu cảm tưởng nhá. Ok. Thôi thế cảm ơn ông bà với cả cảm ơn cô gì chú bác cái. Đấy. Rồi thế hôm nay con có thấy vui không? Đấy, bạn Hải Ninh thấy rất là vui và bạn Hải Ninh thấy món quà nào cũng có ý nghĩa. Và món quà nào bạn Hải Ninh đều thích cả. Ok đúng rồi. Bây giờ rồi các bạn ơi, từ lâu lắm rồi hôm nay mới có một cái sinh nhật nó rất là vui. Và vui nhất là cái khâu bóc quà. Năm nay là sinh nhật của Hải Ninh là vui nhất là cái hộp bóc quà luôn đấy. Bà cười rung tiếp với cả mắt luôn. Đấy rồi, món quà là bé rồi. Món quà là bé rồi. Món quà là bé rồi, bảo tặng rồi. Ra bảo tặng á, ra bảo tặng món quà đấy cả. Có phải cái đính của tí không bảo? Có. Ôi ôi, ra bảo tâm lý đấy nhỉ. Ok, bây giờ Hải Ninh mang quà lên đi. Con lấy cái quần clip của... Ăn nốt bắn phải trăng con rồi. Thôi cái quần đấy ý nghĩa mà. Đây. Ok. Rồi. Rồi các bạn ơi, vậy là cho Bảo này, theo nó cầm về như thôi. Ô, ăn no rồi không kèm à. Buôn